cái gì vậy? Bên này người ta lãng mạn, bên kia sao ồn vậy? Chị ơi, đừng để em cười nó bị rung gì vậy? Bên này cái người quay ta sắp buông máy được kìa. Người ta đang lãng mạn mà. Bên này nguyên một nùi người vậy. Về quay bên kia là một nùi người luôn kìa. Dạ, xin chào các bạn. À, hôm nay là hai đôi chân thành đã yêu nhau đúng 1200 ngày nha các bạn. Vô tình tại Paris, vô tình ngay lúc Tháp Eiffel đã chiếp cái gì đã chớp sáng, minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Je t'aime Paris. Quá. Đây, tôi sẽ quay giùm cho mọi người. Đang quay luôn á, đang quay luôn nha. Vậy đạo diễn giúp luôn. Mới lấy vợ cũng đi Pháp luôn. Chụp hình, anh cũng phải chụp hình chung với vợ anh chứ. Vô đi, vô chụp đi, vô chụp đi. Chụp hả, chụp hả, đang quay cho má, đang quay cho má. Bây giờ đi du khách kìa. Bây giờ đi du khách kìa. Vô quay đi. Dạ thưa quý vị, dạ đây là mấy những du khách nhà quê đang đứng đây. Quê còn lớn hả? Trời ơi. Cái đó diễn hả? Dạ thưa quý vị. Đạo diễn Nhất Chung và vợ mới cưới. Dạ tại Paris. Ajinomoto. Gì vậy? Ok, trời ơi. Dạ thưa quý vị. Đây là anh Dũng bạn của tôi. Khán giả này ngáp hoài nãy giờ coi cái gì mà ngáp hết trơn. Đây là chị Thương, vợ của anh Dũng. Đây là khán giả nhà quê quay nãy giờ. Có một khán giả bây giờ quay mặt đứng ở như trời phạt, không nói không cười. Để lát nữa cho coi cái clip của tôi đặc biệt lắm. Một có những người đàn ông đã tự sướng đó, em tự sướng. Trời ơi quý vị ơi, thôi chết rồi, hãy nhìn đi. Dạ ơi. Je t'aime. Chồng có muốn gửi lời gì cho vợ không? Hả? Hồi đó hình như là 19 giờ.